Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục IT Today tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua, cơ quan nhà nước các cấp đã chủ động tích cực triển khai chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những bất cập, hạn chế. Để hạn chế những bất cập và tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ, ngày 23 tháng 1 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 02 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong hoạt động cơ quan nhà nước các cấp. Chuyên mục IT Today kỳ này sẽ có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Huyền xung quanh việc thực hiện chữ ký số tại Quảng Trị. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức cập nhật của chuyên mục. Văn phòng Chính phủ vừa khai trương trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Trên cơ sở này, trục liên thông văn bản quốc gia tiếp tục cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp bằng việc cải cách hướng tới người dân, doanh nghiệp không phải đến cơ quan nhà nước, không phải gặp trực tiếp cán bộ, cắt giảm chi phí về thời gian và các chi phí khác. Vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin văn bản gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia được Văn phòng Chính phủ đặc biệt quan tâm và đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh đối với hệ thống thiết bị, hệ thống ứng dụng, nghị định quy định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo mật thông tin cá nhân, lưu trữ hồ sơ điện tử, giao Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì xây dựng các văn bản liên quan đến tiêu chí hồ sơ điện tử thay thế nghị định 110/NCP. Tuần qua, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Diễn giả tại chương trình là ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Ibusip Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy CTS, Bộ Khoa học Công nghệ. Với hai chuyên đề, thời đại công nghiệp 4.0 và cơ hội cho Việt Nam và CEO tầm nhìn thế kỷ 21 và thời đại công nghiệp 4.0, diễn giả đã cung cấp thêm cái nhìn tương đối toàn diện về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó định hướng cho doanh nghiệp, sinh viên, học sinh nhận thức đúng về vai trò, vị trí của mình, cũng như những cơ hội, thách thức trong thời đại công nghiệp cách mạng 4.0. Đồng thời, chia sẻ những kiến thức, hỗ trợ phát triển kỹ năng cơ bản cho các tổ chức cá nhân, đặc biệt là thanh niên về khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Cổng thông tin du lịch thông minh Quảng Trị thông qua các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin của VNPT Quảng Trị vừa được giới thiệu trong tuần qua. Hiện tại, việc triển khai xây dựng hệ thống du lịch thông minh Quảng Trị đã được VNPT Quảng Trị phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoàn thiện các chức năng chính, thu thập và tiến hành cập nhật dữ liệu với 300 địa điểm du lịch, 400 bài viết tin tức sự kiện. Cổng thông tin du lịch thông minh Quảng Trị ra đời sẽ là động lực quan trọng để có thể phát triển du lịch bằng sự kết hợp du lịch truyền thống với công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin. Với sức mạnh của nền tảng công nghệ vững chắc, Vietinbank nâng tầm dịch vụ kết nối doanh nghiệp lên một tầm cao mới, mang lại hiệu quả kết nối tuyệt đối cho doanh nghiệp. Đó là sự ra đời của dịch vụ kết nối doanh nghiệp trên nền tảng số hóa Opportunity Network, viết tắt là ON của Vietinbank. Với dịch vụ này, việc tìm kiếm đối tác tiềm năng và các cơ hội hợp tác trở nên dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. ON là công ty fintech hàng đầu của Anh trong việc cung ứng dịch vụ kết nối doanh nghiệp trên nền tảng số hóa. Với việc hợp tác chiến lược với ON vào tháng 3 năm 2018, Vietinbank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam mang đến cho khách hàng cơ hội trở thành thành viên của mạng lưới kết nối 15.000 COS tại hơn 113 quốc gia. Với dịch vụ kết nối doanh nghiệp trên nền tảng số hóa ON của Vietinbank, doanh nghiệp SME nhanh chóng tìm được hướng đi đúng và nhanh nhất trên con đường phát triển. Mới đây, Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã tiết lộ hai robot và một bộ khung robot sẽ được triển khai để giúp đỡ công nhân và người tham gia hai sự kiện thể thao này. Hai robot được sản xuất bởi Toyota sẽ hướng dẫn mọi người đến chỗ ngồi của họ, cung cấp thông tin và mang theo thức ăn, đồ uống. Đó là robot hỗ trợ con người HSR có cánh tay tích hợp để lấy khay và giỏ và robot hỗ trợ giao hàng DSR trông giống như thùng rác di động nhưng cũng có thể chứa các vật phẩm xung quanh.
16 robot sẽ được triển khai tại các địa điểm của Olympic Tokyo 2020 và ban tổ chức hy vọng chúng sẽ đặc biệt hữu ích cho người dùng khuyết tật. Olympic thường là cơ hội để các quốc gia chủ nhà thể hiện thành tựu văn hóa hoặc công nghệ. Và thực sự, trong lần này, Nhật Bản đăng cai Thế vận hội năm 1964. Nước này đã ra mắt tàu cao tốc Shinkansen mang tính biểu tượng của mình. Thế vận hội năm 1964 cũng được coi là bước ngoặt của Nhật Bản khi chuyển mình từ một quốc gia hồi phục sau sự tàn phá của chiến tranh thế giới thứ hai sang một quốc gia phát triển. Kính thưa quý vị, tại tỉnh Quảng Trị, trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước, các cấp đã chủ động tích cực triển khai chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập khác cần khắc phục bằng nhiều giải pháp để tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin được chào bà. Xin bà đánh giá về những cái kết quả bước đầu của việc thực hiện chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong việc quản lý, điều hành cũng như là thực hiện các dịch vụ công tại tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Thì đến nay thì các địa phương, các ngành cơ bản đã được cung cấp cái chữ ký số chuyên dùng của chính phủ, là trong đó là số lượng là khoảng 1.402 cái thư số cho cá nhân và 592 là cho cả tổ chức. Thì quá quá trình theo dõi thì chúng tôi thấy rằng là việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng đạt được, các cấp, các ngành, đặc biệt thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, và các địa phương và các đơn vị thì đa số đã là xây dựng kế hoạch và tổ chức là ứng dụng, tập huấn và cử cán bộ để làm đầu mối để mà triển khai các tại các địa phương. Và tôi thấy rằng một số đơn vị mà có người đứng đầu quan tâm thì họ đã tổ chức rất là quyết liệt và đưa lại cái ứng dụng rất là tốt. Là một số sở như là Sở Thông tin Truyền thông, Sở Nông nghiệp, Sở là Khoa học và Khoa học Công nghệ và Sở và Thanh tra và Sở Lao động Thương binh Xã hội và Văn phòng Ủy ban cũng đã triển khai. Riêng Sở Thông tin Truyền thông là hoàn toàn gửi văn bản là bằng chữ ký số trên mạng, không gửi bằng giấy. Trong quá trình triển khai thì vẫn còn những cái hạn chế bất cập, đó là gì thưa bạn? Cái chỉ đạo để ứng dụng đồng bộ mà mang tính bắt buộc là từ trung ương địa phương là cho đồng bộ. Cái thứ hai nữa là về làm cấp chữ ký số này là chỉ có bán cơ yếu chính phủ được cấp, nên có lúc có khi vẫn chưa kịp thời. Cái thứ ba nữa là vì chưa bắt buộc nên là nhiều đơn vị ứng dụng theo hình thức, nên là cái hiệu quả đưa lại là chưa cao. Để hạn chế những cái khó khăn bất cập và cũng như là thực hiện tốt chỉ thị 02 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng chữ ký số chính phủ trong các cái hoạt động của nhà nước thì tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung vào những mục tiêu và giải pháp gì ạ? Chúng tôi sẽ tích cực triển khai tuyên truyền và cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các văn bản để chỉ đạo quyết liệt làm thế nào để đảm bảo về điều kiện hạ tầng về công nghệ thông tin và làm việc với các đơn vị để tích hợp cái chữ số vào cái phần mềm văn quản lý văn bản và đặc biệt là triển khai là vào cái thiết bị thông minh di động để tạo điều kiện thuận lợi cho các cái lãnh đạo và các cái đơn vị mà thường xuyên là đi công tác di động để đảm bảo được là ký số bất kỳ ở nơi nào. Và trong cái chỉ thị 02 cũng là Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu là đặc biệt thủ trưởng các bộ ngành địa phương phải chỉ đạo quyết liệt và gương mẫu trong việc sử dụng cái chữ ký số chuyên dùng của chính phủ, đảm bảo được là có là cái quy trình là việc bằng nhận văn bản và lưu chuyển văn bản bằng điện tử một cách hoàn thiện, góp phần xây dựng cái chính phủ điện tử không dễ văn phòng chính phủ không dễ tư. Xin được cảm ơn bà với những trao đổi vừa rồi ạ. Hy vọng rằng trong thời gian tới, thủ trưởng, cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước cả cấp
gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong các giao dịch điện tử, phục vụ quản lý điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục IT Today tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này của tháng 4.